Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hentai Channel nha. Và các bạn ơi, để sở hữu được những cái thành viên này thì các bạn cần phải làm nhiệm vụ. Và mình cũng xin chia sẻ với các bạn luôn cách để làm nhiệm vụ nha. Ở đây thì, đây các bạn, anh em chúng ta còn phải giải quyết những cái nhiệm vụ trong đây. Đó, unlock ra nha mọi người. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ nâng sao lên sau khi mà các bạn hoàn thành. Ui chà, các bạn thấy mình làm nhiệm vụ rồi là hơi bị ghê hen. Mới mở xong là nó ra nó chạy một phát lên luôn. Wow, nó chạy lên lúc cây luôn các bạn ơi. Ui chà, ghê thiệt, anh em mình gọi là hoàn thành không còn cái gì luôn. Đó, các bạn thấy chưa, trong vòng 6 ngày thôi là mình cày banh cái nhiệm vụ này rồi. Và ở đây là mình unlock được cái quả trứng cuối cùng luôn các bạn. Quả trứng vàng luôn, mình mở cho các bạn xem nha. Đây, hàng về một em win. Ồ, hết sảy nha. Rồi, và ở đây thì một đống này là mình chưa có nhận luôn á các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa. Và để sở hữu được cái thành viên này thì các bạn còn phải hoàn thành những cái nhiệm vụ trong đây nha. Đây, mỗi ngày chúng ta cứ việc vào đây chúng ta chơi mấy cái nhiệm vụ này là ok hết luôn ấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mang thử mấy cái bé yêu này à, đi review nhẹ cho anh em xem để coi sức mạnh của chúng như thế nào nha. Let's go. Ôi cha cha, như mọi người đang trông thấy mình sẽ mang cái con đây, bé trâu mũi khoan kèm thêm hai con Legend Daisy. Đầu tiên thì nên chúng ta sẽ đến với, ôi cha, pha khều nhẹ nha mọi người. Mình khều nhẹ thôi chứ mình không có khều mạnh đâu, nhưng mà nó khều mình là hơn nửa cây nha. Anh em thấy rõ ràng luôn, hơn nửa cây, không đùa được đâu. Mình xài thử tuyệt chiêu gió xem. Ui, mình không hạ được đối phương, nhưng mà đối phương thì cho mình lên đường luôn rồi. Quá gắt, thật sự luôn. Và bây giờ thì mình sẽ xài với tuyệt chiêu gió nè. Đây, anh đại ra nè. Anh lúc nãy là anh mém đại thôi, còn anh này là anh đại bự bự nè. Đó, siêu siêu bự luôn. À, mình sẽ xài thử cái tuyệt chiêu này nha các bạn. Lượng sức tương tăng gấp đôi mà mình slow motion cho anh em xem thử cái hiệu ứng của cái chiêu này nha. Wow, cấu xé đủ các kiểu các bạn à. Hết sảy luôn. Và tiếp theo mình đang đến với kỳ lân điện. À, bé này thì sao đây. Ôi, lượng sát thương sốc đam tăng gấp đôi. Mình đầu tiên là mình cưa nhẹ với sức mạnh của con trâu mũi khoan trước nha các bạn. Đó, rất là nhiều bạn thích cái bé trâu mũ khoan này luôn ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thành viên này hen. Victory nha, nhìn thấy thôi là hết sảy rồi. Tiếp theo thì mình sẽ gẹo thêm một hiệp nữa trong khu vực list nha mọi người. Let's go. Wow, đây rồi, level tầm khoảng 40 nha. Xem sức mạnh của mình cho bé này ra đi rồi là cho nó ngang tài ngang sức xíu nha mọi người. Ủa cha, con này giờ mình để ý nha, nó có bốn tay nha các bạn, hai tay này nó khoanh lại nha. Nhiều bạn không để ý thấy con này có ba cái tay rồi đấy. Đây, một tay nó mắc cầm cái cây dưới rồi nè. À, ghê chưa, bốn tay luôn. Bây giờ thì khều nhẹ. Ui cho 43.000, cao này căng nha. Nhân vật tên bạn là Winland đúng không? Rồi, tuyệt chiêu gió đây. Gió đây. Đây là Bunny. Ôi ôi, bốn ngôi, hai ngôi sao level 40. Mình hay bị nhầm cái chỗ rồi là sao trăng như level các bạn ơi. Đây, nhìn đội hình của mình là người ta thấy hết cả hồn rồi chứ đánh đấm gì tầm này. Anh em mình mang tới cái bé này đi hen. Lượng sát thương của mình đang được tăng luôn nè. Wow, 152.000, win nhẹ nha. Tiếp theo thì 93 luôn các bạn ơi. Để xem coi, mình phải gồng lên lắm luôn ấy. Năm sau kìa. Ui, chơi năm sau kìa mấy anh ơi. Đấy, năm sau mình phải chơi với người năm sau chứ thử. Đó, kêu nhẹ 77.000, còn tay bạn quốc mình phát cũng 36. Tình huống này thì mình sẽ cho nhân vật này đi ha. Chiêu này gọi là chiêu đam to nhất của chú ấy nè các bạn. 2.000. Đó. Wow, ôi, nó làm mình bị thương. Ôi chá, nó làm mình bị thương mà nó bơm máu cho tem của mình luôn, ghê. Con này cái chiêu này nhức não thiệt ấy. Đây đây đây, mình thử xài lại cho các bạn xem nha. Dạ, yeah. Trời ơi. Đó, ôi nó bơm full cây luôn. Wow. Anh em ơi, con này nó bơm full cây máu cho cái nhân vật bên trong luôn ấy. Ôi, mình không nghĩ là cái con này nó có cái tuyệt chiêu lợi hại dữ vậy luôn á. Victory nha.
quá đỉnh các bạn ơi. Phải nói là thành viên này là một trong những thành viên mà mình rất là kết luôn. Ở đây thì anh em mình đang làm nhiệm vụ để sở hữu được Mythic Cast luôn nè các bạn. Best Dragon best luôn. Arena còn phải win 2 trận. Rồi, săn tay áo lên và chiến thôi anh em ơi. Đây, mình cho chuối xuống đi ha. Mình thì đang cố gắng luôn các bạn ơi. Đây đây đây. Wow, nó nổ nhẹ cái nhìn thấy nhẹ người luôn á. Ca này để 4 trái chuối, 9 trái à, mình thấy có tầm 9 trái mình đang kiếm nhiều chuối hơn ấy nhưng mà mình kiếm chưa ra luôn. Ui, thêm 2 trái nữa à. Rồi, anh em mình gom tất cả những quả chuối đi nha. Ui cha. Ui, cái này nó cần có 3 thôi, thiệt tình luôn. Phí, trời ơi, hai tay phí vô đối luôn. Do mình không có nhìn nữa các bạn, mình không có nhìn qua mé bên đó chứ mình mà nhìn nữa là mình sẽ để giành lợi. Hơi bị tiếc luôn. Rồi, ở đây thì anh em mình me me cẩn thận nha các bạn ơi. Đây đây đây. Chỗ này mà phải chỉ có một cái trái rồi là trái chuối mà nó rơi gần gần đây là ok luôn. Pha này lạng qua đây phải chỉ lạng được ha. Để mình nghiên cứu coi. Thiệt tình là ngâm cứu cái này nó cũng căng não lắm thôi. Anh em mình ra quýnh khu vực arena đi ha. Làm phát cho nó gọi là nóng người lên nè. Wow, 30, 35 và 40. Rồi, chờ xíu đi để mình coi coi. Ui, cha hai con này nó vô đây luôn hả? Căng vậy. Rồi, để mình ngâm cứu kỹ lưỡng nha. Đây là chúng ta cần con có thiệt chiêu gió. Có thiệt chiêu gió là mình sẽ được vào đây đấy. Rồi, ở đây mình sẽ mang... mấy bé này là đủ sức để cân rồi, cho nên cũng không cần mấy cái thành viên hộ báo kia đâu. Rồi, cho các bạn xem sức mạnh của Titan gió nè. Một hit là một em nha. Căng vậy, thôi. Cái con rồng TV này nó ra nó gõ một cái một hả. Ui chà. Trời ơi, thốn rồi nha. Ca này có bộ thốn rồi nha. Không có vui. What? Trời ơi, xanh mặt luôn các bạn ơi, nó quýnh mình rồi là không còn gì để nói luôn. Thôi rồi, buồn. Cuộc sống vậy mà để bị người ta ăn hiếp buồn ghê gớm luôn các bạn ơi. Đó, mình là mình buồn lắm luôn á. 23, 40, 30. Không, buồn tới mức mà không muốn quánh trong đó nữa luôn. Rồi, anh em mình ra chơi sự kiện đi. Đây mình đang để dành được 1.900 nha các bạn. Đây đang có được 1.900 điểm nha. Ở đây thì để coi rồi có cái gì ngon ngon thơm thơm không. Cày sự kiện cho anh em xem rồi chứ. Có tối ngày vô đánh đấm miết rồi lấy gì vui đúng không nè. Ở đây thì mình đầu tiên mình đưa cái con R này lên trước nha mọi người. Đây. Lên luôn em ơi. Em này là thuộc thuộc R. Đó. Thuộc dòng hệ gió nha mọi người. Anh em nào mà không có con hệ gió thì cứ việc bơi vào đưa em này về nha. Và bạn nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh HNT Channel ủng hộ nha các bạn ơi. Đây. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để HNT ra video hay là livestream thì mọi người sẽ đều nhận được thông báo vào chơi với mình vui nha. Rồi, anh em mình chắc có lẽ đưa con này về đích luôn quá. Mình đang có được tầm khoảng 1.000 mấy điểm, đưa con này về đích chắc là không thành vấn đề đâu á. Và mọi người thích mình review về con rồng nào thì đừng quên comment trực tiếp vào bên dưới video luôn nha. Để HNT sẽ review thêm cho anh em xem nha. Wow, đút chìa khóa vô mở em. VR. Ra ra nào em ơi. Đó, bị nhốt lâu lắm rồi đúng không? Rồi, di chuyển nè. Bây giờ thì ở trên đây. Ui, có cái con này cũng hơi bị xịn nè nha. Legend. Trên lưng thì mang cái đàn ha các bạn. Tôi cầm cái đàn tôi hát. Tôi cầm cái đàn tôi hát. Ok, 8.000. Rồi, bây giờ thì ôi chà, con nào đưa mà có cái rương Heroic luôn nè các bạn. Cái rương Heroic này rất là ghê nha. Anh em mình hên ra được nguyên một con Heroic luôn. Không phải đua cuộc đua mà vẫn có hàng nóng để chơi. Rồi. Ui chà, đây mấy cái này rất là quan trọng nha mọi người. Dùng để anh em chúng ta chơi sự kiện đấy. Rồi, cố lên. Đây là rương nhận những chiếc chìa khóa để giải cứu rồng nè. Đó, anh em giải cứu được tới đâu rồi. Mình đó là giải cứu rồi là tê tua tê tả luôn ấy. Wow, càng ngày điểm nó sẽ tăng lên cao đấy.
Rồi và các bạn ơi, anh em nào mà chưa like thì nhớ cho Hán Tê một like để ủng hộ Nhạn cái nha mọi người. Rồi cho có tinh thần. Rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo luôn nha.